Đây, các bạn biết món dao này là dao gì không? Đấy, bây giờ anh em cậu mình đang hái cái dao này để ăn nha. Rất là non luôn. Ok, cây của nó là đây nha. Bên này nữa. Bây giờ cậu đang hái để cho sân cơm nhé, chỉ lấy cái ngọn non thôi. Cái này nhiều sữa đây, sau khi bẻ ra có rất là nhiều sữa chảy ra ầm luôn. Cái sữa này rất là tát nhé. Đấy, và món rau này thì nấu canh cũng được và xào cũng được. Đấy, được tầm này hái nốt cho hết đi mọi người ạ. Để xào và nấu canh cũng rất là ngon nha. Là dao tự nhiên ra ngoài rừng mà đi hái cũng mất tiền mà lại ngon đấy. À, mọi người ai đã biết ăn cái món rau này thì comment xuống ở bên dưới nhé. Đấy, và hai anh cậu mình đã hái xong rồi nha. Đây là cái dao mà anh cậu mình đã hái được. Đấy. Bây giờ chỉ mang về nhà. Đấy, lấy xào hoặc là nấu canh là được. Đấy, rất là non luôn. Khá nhiều ấy. Đấy, mọi người ai chưa từng được ăn thì hãy thử và để xem nó ngon như thế nào nhé. Video của Sơn đến đây thôi nhé. À, mong mọi người xem video ủng hộ Sơn một nút đăng ký kênh và chia sẻ video nhé. Để đón xem những video mới về trên cuộc sống trên bản Sơn như thế nào nhé. Bye bye mọi người nha.